Phong Thủy Thâm Nguyên xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Kiến trúc Phong Thủy Thâm Nguyên. Và trong cái yếu tố ứng dụng phong thủy trong cuộc sống thì chúng ta biết một điều là ngoài cái việc phong thủy nội cục, tức là phong thủy phía bên trong ngôi nhà nó được trọn vẹn, nó được hài hòa giữa yếu tố về công năng kiến trúc cũng như cả về yếu tố phong thủy, thì một điều chúng ta không thể thiếu được trong cái quá trình chúng ta kiến tạo lên một cái không gian sống và môi trường sống, đó là cái yếu tố về ngoại cảnh xung quanh, tức là cái yếu tố về cách cục phía bên ngoài ngôi nhà như thế nào. Và trong cái việc ứng dụng phong thủy thì một người kiến trúc sư và một người thầy phong thủy cần phải có cái việc, đó là yếu tố tính toán giữa cái việc hài hòa giữa cái không gian bên trong và bên ngoài của ngôi nhà, để làm sao kiến tạo nên ngôi nhà đó một cách tốt nhất. Và trong cái việc đó, nếu như chúng ta nói đến cái cách cục phía bên ngoài ngôi nhà và chúng ta cần phải tránh những cái hình thế sát nguy hiểm, thì một trong những cái hình thế sát mà chúng ta tuyệt đối không nên gặp phải trong cái yếu tố lựa chọn cái nơi ở của chúng ta, hoặc là cái việc mà chúng ta tính toán đến yếu tố lập hướng, đó là chúng ta cần phải tránh đến cái việc đó là lộ xung sát. Trong phong thủy thì cái việc đó là lộ xung sát ở đây, ý chúng ta nói là cả một cái đoạn đường nó đi thẳng vào phía trong ngôi nhà chúng ta, trên cái yếu tố đó là cái trục đường nó đi vào phía trong ngôi nhà chúng ta chẳng hạn. Ví dụ như là đây là một trong những cái cách cục mà các cô chú anh chị có thể nhìn thấy ngay. Chúng ta đang đứng ở trong khu vực một cái ngã ba, và phía trước mặt các cô chú anh chị đây là một cái đoạn đường, tuy nó không dài lắm nhưng chúng ta vẫn có thể coi là một cái trục đường. Và nếu như cái trục đường này chúng ta nó đi thẳng trực tiếp vào phía trong cửa hoặc là cổng của ngôi nhà chúng ta, đặc biệt là phía bên trong cửa, thì đây là một trong những cái hình thế sát mà chúng ta có thấy ngay, đó là lộ xung sát. Cái việc lộ xung sát ở đây chúng ta hiểu rằng là một cái trục đường lớn với cái tốc độ lưu thông của các phương tiện giao thông đi lại sẽ đi thẳng vào phía cửa của ngôi nhà chúng ta, đặc biệt là với những ngôi nhà ống chẳng hạn. Với những ngôi nhà ống thì cái đường trục khí nó dài, thế mà lại có cả một cái trục đường phía đằng trước nó đi thẳng vào ngôi nhà chúng ta nữa, thì đây là một trong những cái điều mà nó gặp sai phạm trong phong thủy. Với yếu tố lộ xung sát như này, chúng ta có thể hình dung ra ngay một cái điều đơn giản, đó là với cái tốc độ lưu thông của mật độ giao thông, phương tiện giao thông đi lại, mà nếu cả một trục đường nó đi vào thẳng cửa chúng ta như thế, thì nhỡ may chúng ta rủi thay một chiếc ô tô hoặc một chiếc xe máy hoặc một phương tiện giao thông bất kỳ lại gặp phải cái trường hợp đó là không kiểm soát được tốc độ giao thông, thì chúng ta có thể thấy ngay là phương tiện đó có thể dễ dàng đi thẳng vào trong ngôi nhà chúng ta một cách dễ dàng. Với lại một điều đó là nếu như trong phong thủy chúng ta xét về yếu tố về dòng khí, thì cả một cái trục khí như vậy nó đi thẳng vào ngôi nhà chúng ta thì đây là một trong những điều không tốt. Trong yếu tố phong thủy chúng ta nói đến cái yếu tố về khí thì chúng ta có thể biết được một điều, nếu như vùng sơn cước thì nó được kiến tạo lên bởi đồi núi và phía thung lũng hay là các đường mạch, thì nó tạo ra yếu tố về sơn và thủy. Thì trong thành phố, trong nội đô thì lấy đâu ra vùng núi, lấy đâu ra núi, lấy đâu ra sơn cước, thì người ta tính rằng là đối xét về mặt bằng chung thì những ngôi nhà mọc cao lên thì đấy gọi là sơn, tức là những cái phần giống như núi, còn đâu cái đường mạch đường đi lại thì người ta gọi đó là thủy. Thì trong cái trường hợp đó là cả mấy trục đường phía trước như thế này mà nó đi thẳng vào ngôi nhà chúng ta, thì cái yếu tố với động thủy nó rất là lớn, và nó khiến cho cái việc là trực khí và lộ xung sát như vậy nó gặp ảnh hưởng rất lớn đối với ngôi nhà, đặc biệt là các thành viên trong ngôi nhà nó dễ gặp phải những cái tình trạng ví dụ như là nóng tính, rồi là dễ gặp những cái yếu tố về thương tật mất máu, và đặc biệt rằng là nó khiến cho cái việc ngôi nhà nó luôn trong cái trạng thái là trực khí nó sọc thẳng vào trong ngôi nhà chúng ta, thì đây là một trong những cái điều không hề tốt. Hơn nữa một điều đó, nếu như cái trục đường này nó không phải là một cái trục đường lớn ngã ba như này, mà có thể là một đoạn đường ngõ, có thể là một cái đoạn đường trong hẻm mà ngôi nhà chúng ta cũng nằm ở phía cuối hẻm, thì đó là một cái điều không tốt. Ở phía cuối hẻm hay phía cuối ngõ chúng ta có thể thấy là nếu như một cơn gió mà nó thổi lùa theo cái trục ngõ như vậy thì không khác gì nó dồn hết rác vào phía cổng nhà chúng ta. Và trong cái phong thủy người ta cũng không bao giờ chọn những ngôi nhà ở phía cuối ngõ, hoặc là chọn những ngôi nhà mà bị cái đường nó đâm thẳng vào như vậy. Thì đây là một trong những cái yếu tố sát mà các cô chú anh chị cần phải chú ý trong cái yếu tố là lựa chọn cái nơi ở hoặc là kiến tạo lên một cái không gian sống. Với cái việc trục đường nó đi thẳng vào nhà nó gọi là lộ xung sát, thì tuyệt đối chúng ta không nên lựa chọn cái nơi này là nơi sinh sống. Mặc dù kể cả cái ngôi nhà đó có được hợp hướng với chúng ta đi chăng nữa, thì trong phong thủy tuyệt đối các thầy phong thủy cũng khuyên rằng là chúng ta không nên lựa chọn cái cách cục nhà mà có cái trục đường như vậy. Đó gọi là lộ xung sát hay còn gọi là xuyên tâm sát, là một trong những cái thế sát cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta cần phải tránh. Nếu như chúng ta cứ cố gắng lựa chọn một ngôi nhà mà có thể là hợp hướng, tuy nhiên là yếu tố phong thủy bên ngoài nó xấu, thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta vẫn tuyệt đối không được chọn để mà nơi mà chúng ta cư ngụ được. Huống chi là đến một nơi mà chúng ta ở lâu dài hay có thể làm kinh doanh thì tuyệt đối chúng ta không nên chọn cái mặt bằng như vậy. Qua cái video này thì rất mong rằng là Đức Trung cũng như Phong Thủy Thâm Nguyên nhận được những cái sự ủng hộ góp ý của các cô chú anh chị, cũng như là nếu như thấy video này ý nghĩa, chúng ta hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất, hoặc là chia sẻ những cái kiến thức mà Phong Thủy Thâm Nguyên chia sẻ đến với nhiều người hơn. Rất hy vọng nhận được cái sự phản hồi tích cực từ phía các cô chú anh chị, và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.